Trưa ngày 15 tháng 7, tại hội nghị công bố quyết định Bí thư Ban Cán sự Đảng và quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với đồng chí Đào Hồng Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đồng chí quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cùng toàn thể cán bộ công chức viên chức, người lao động ngành y tế phải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong mua sắm và khẩn trương triển khai các giải pháp để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, tăng cường công khai minh bạch và chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Hồng Lan trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng phân công cá nhân giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Tôi không xuất phát từ ngành y, nhưng trách nhiệm trước đảng, nhân dân, trước 500.000 cán bộ, viên chức, y bác sĩ ngành y, tôi sẽ nỗ lực cống hiến hết mình, tham mưu các giải pháp nhằm khắc phục các khó khăn hiện tại, chăm lo tốt hơn cho công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và đời sống cán bộ, nhân viên y tế. Đồng chí Đào Hồng Lan, 51 tuổi, quê quán xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, Hải Dương, từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1993, có bằng thạc sĩ kinh tế, có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trước khi đảm nhiệm chức vụ tại Bộ Y tế, đồng chí Đào Hồng Lan từng trải qua nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Lao động Thương binh Xã hội và tỉnh Bắc Ninh.